Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An hiện có hơn 27.000 hội viên. Trong nhiệm kỳ qua, tổ chức hội các cấp đã thường xuyên quán triệt sâu rộng trong cán bộ hội viên giữ vững phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận mới, chăm lo công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Các hội viên đã gương mẫu trong mọi phong trào do địa phương phát động. Hội cũng đã hỗ trợ xây mới, nâng cấp sửa chữa 30 căn nhà với số tiền tài trợ gần 1,2 tỷ đồng. Đồng thời phối hợp với các tổ chức, nhà hảo tâm hỗ trợ xe lăn, tặng quà, tài trợ lâu dài và tổ chức khám chữa bệnh cho các hội viên khó khăn, bệnh tật. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao kết quả hoạt động của hội trong nhiệm kỳ qua, đồng thời mong rằng nhiệm kỳ mới hội tiếp tục củng cố tổ chức, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, giữ gìn và phát huy truyền thống trong giai đoạn cách mạng mới gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bức trướng cho Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An. Nhiều tập thể cá nhân tiêu biểu trong nhiệm kỳ 2 được vinh danh, khen thưởng. 32 đồng chí được bầu vào Ban chấp hành Hội khóa 3, nhiệm kỳ 2022-2027.